nhạc phẩm Hẹn Ngày Về, một sáng tác của nhạc sĩ Hạnh Cư và Cao Minh Hưng, lần đầu tiên được viết cho chương trình ngày hôm nay trong chủ đề Tết Trung Thu. Hẹn Ngày Về cũng là một ước mơ mà Cao Minh Hưng đoán chắc tất cả quý vị ở đây, những người Việt Nam sống lý hương cũng đều ước mơ một ngày về trên quê hương Việt Nam, trong những khung cảnh thanh bình, được đón Tết Trung Thu trong một ngày quê hương Việt Nam không còn cộng sản. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Hẹn Ngày Về ngày hôm nay sẽ do các anh chị em trong ban hợp ca của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ gửi đến quý vị cùng với phần phụ diễn của các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho các anh chị em trong ban hợp ca của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Trên dòng sông con đò